Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đã khiến cho khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có điểm có mưa to và dông mạnh. Do có mưa nên sang tới ngày hôm nay, nắng nóng tại miền Bắc sẽ có xu hướng dịu bớt. Tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai hay Hà Giang, nắng nóng cơ bản chấm dứt, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-34 độ. Khu vực Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn hay Bắc Giang, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với mức nhiệt từ 34-36 độ. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ vẫn cao trong khoảng từ 35-37 độ. Sau đó, từ khoảng đêm nay sang tới ngày 20 tháng 7, quá trình hội tụ gió trên cao diễn ra mạnh mẽ nên mưa dông có xu hướng mở rộng ra cả Bắc Bộ. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Với các tỉnh miền Trung, trong hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Khánh Hòa. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 35-37 độ. Sẽ các điểm như Hồi Xuân, Tương Dương, Con Cuông, Hương Khê hay Đông Hà vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày chỉ từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-17 giờ. Đến chiều và tối nay, mưa rào và dông sẽ được dự báo xuất hiện ở một nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Sau đó từ ngày mai 20 tháng 7, do ảnh hưởng của gió đông từ biển vào nên mưa dông sẽ có xu hướng mở rộng ra tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, với lượng mưa cũng tăng dần. Do có mưa nên nắng nóng ở miền Trung cũng sẽ giảm dần. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng gia tăng hơn về cường độ. Vì thế trong chiều và tối nay, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều gia tăng trở lại ở diện nhiều nơi. Trong đó khu vực Kon Tum, Gia Lai hay các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 28 cho tới 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 32-34 độ. Trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines có thể hình thành một vùng áp thấp. Áp thấp này sau đó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, không loại trừ khả năng sẽ tiến vào khu vực Bắc Biển Đông của nước ta. Diễn biến của vùng thấp này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Sau bão số 1, theo dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông còn khoảng từ 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong đó sẽ có khoảng từ 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.